Kính thưa quý vị, như vậy là có thể nói về cơ chế chính sách đã có, về tài chính cũng đã có. Tuy nhiên những ý tưởng sẽ vẫn chỉ là ý tưởng nếu như mà chúng ta thiếu những người thực hiện. Và chính vì vậy, trong khuôn khổ của diễn đàn hôm nay, chúng tôi cũng xin được mời đại diện một doanh nghiệp tư nhân để đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam đang đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công sẽ lên chia sẻ về đầu tư phát triển năng lượng sạch, góc nhìn từ doanh nghiệp Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Kính thưa quý vị lãnh đạo Trung ương và các địa phương. Kính thưa quý vị khách quốc tế, quý vị khách quý, quý vị phóng viên báo đài. Trước tiên thì cũng mạo muội cảm ơn các cái doanh nghiệp về đầu tư, quan tâm và đầu tư đến lĩnh vực năng lượng. Gửi lời chân thành cảm ơn đến Ban Kinh tế Trung ương. Mình đã tổ chức một cái diễn đàn để cho các nhà khoa học cũng như các nhà chính sách cùng với các cái doanh nghiệp như chúng tôi có cái trao đổi và chia sẻ để cùng nhau hướng về một cái mục tiêu mà tôi cho rằng cả thế giới, hành tinh này cũng đang hướng về đó. Đó là vấn đề năng lượng sạch, năng lượng xanh, do ảnh hưởng rất là nhiều mà các nhà khoa học cũng đã đúc kết trở lại. Đó là vấn đề năng lượng quá thạch, rồi nó ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu, vân vân và vân vân. Trong cái xu thế tất yếu như thế này thì báo cáo quý vị rằng những cái nguồn năng lượng mà tôi cho rằng cả thế giới rất là cẩn thận và hạn chế vấn đề đầu tư lĩnh vực này, nó gồm có năng lượng than, năng lượng hạt nhân, thậm chí cả cái thủy điện. Thế thì những cái nguồn năng lượng mà tôi cho rằng nó gần đây do cái khoa học nó tiến bộ, do cái sự cạnh tranh, những cái quốc gia có thể rằng lợi thế của đi sau để mà chúng ta tiệm cận được những cái nguồn năng lượng này, nó gồm có là năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng sinh khối. Cái số liệu thống kê quý vị thấy, cái kế hoạch tới 2050 thì thấy rằng cái chiều hướng, cái xu thế của nó đi rất là rõ. 2015, năng lượng mặt trời và năng lượng gió chiếm cả cái toàn cầu chỉ có 9,9%. Đến 2020 thì người ta dự báo là sẽ tăng lên 26%, 2025 sẽ tăng lên 49% và 2030 sẽ tăng 64% và 2050 sẽ tăng khoảng trên dưới 80% cái nguồn cung ứng cái năng lượng xanh này. Trong khi đó cái nguồn năng lượng than đá và hạt nhân sẽ đi xuống một cách rõ rệt theo cái biểu đồ, như là 2015 đang chiếm 37%, 2020 dự kiến sẽ giảm xuống còn 27,9%, 2025 sẽ xuống còn 14% và 2030 sẽ còn 9,2% và tới 2050 sẽ còn có 2,57%. Sẽ thấy rằng một sự chuyển biến rất là tích cực để mà ổn định được cái bầu khí quyển, thì tôi cho rằng đây là một cái, tuy rằng đây là một cái dự báo, nhưng đối với những người làm năng lượng như chúng tôi thì tôi cho rằng đó là một cái cơ hội rất tốt cho những người có quan tâm tới lĩnh vực này. Nói về những cái nguồn năng lượng gió, mặt trời, sinh khối thì phải nói rằng ba cái nguồn này riêng về Việt Nam chúng ta đều có những cái thuận lợi hết. Rất là, tôi nói thuận lợi bởi vì cái kế hoạch của chúng ta tới 2020 thì phải đảm bảo được khoảng 60.000 MW, hiện hữu thì 43.000 MW, mà tới 2025
30 phải đảm bảo được 129.000 MW theo kế hoạch. Và điện than thì nếu duy trì như thế này hoài thì điện than sẽ tăng một cách rõ rệt từ 33% năm nay và sẽ tăng lên khoảng 42% vào năm 2020. Và tới 2020 sẽ tăng để đảm bảo được cái nguồn cung và ổn định. Bởi kinh tế và năng lượng nó là tỷ lệ thuận, nó sẽ đi song hành. Thành ra những cái nguồn này thì Việt Nam chúng ta đều có hết. Cho nên vấn đề tôi cũng rất là vui mừng là vừa qua chính phủ cũng đã rất là quan tâm, cũng đã ban hành cái giá cho tới tháng 6 2019 về vấn đề năng lượng mặt trời. Tôi cho rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt, bởi vì nói gì thì nói chứ Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong gần cái đường xích đạo, cho nên cái bức xạ rất tốt, bờ biển thì dài. Còn sinh khối thì chúng ta không những về cái bão mía không, thì báo cáo với quý vị rằng riêng cái bão mía thì hôm nay có Bộ Công Thương này, có các anh đây, tôi cũng xin phép là mạn phép cũng nhắc lại. Và 40 nhà máy đường riêng tôi không thì cũng đã trên gần 200 MW. Nếu cái giá mà các vị có điều chỉnh từ năm điện sinh khối 7,5 thì đây là một cái điều rất là khích lệ cho 30 mấy nhà máy đường còn lại, họ sẽ đầu tư. Còn nếu chúng ta vẫn xem nó là điện đồng phát thì rõ ràng đây là một cái điều tôi cho rằng là hạn chế được cái lĩnh vực này, bởi vì nó là một cái nguồn năng lượng rất là bổ khuyết cho cái thủy điện hiện hữu, và mình cũng đang chiếm 30 mấy% vấn đề nguồn năng lượng này. Hả, hết mưa thì nó vào mùa mía. Cho nên cái nguồn này tôi cho rằng nếu được tính đúng, tính đủ để hỗ trợ cho cái giá trị gia tăng của cây mía và cái tính ổn định của ngành mía đường, hồi nãy tôi có nói với anh Cao Đức Phát, cái này thì nó sẽ rất là tốt trong cái tổng cái nguồn năng lượng để mà chúng ta để đảm bảo về an ninh năng lượng cũng như là cái nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Thì Việt Nam chúng ta thì tôi nghĩ rằng có những cái nguồn rất là cơ bản như vậy, rất là thuận lợi như vậy. Phải nói một thập niên trước, chúng tôi cũng chưa dám nghĩ tới cái việc mà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch này. Nhưng gần đây thì do cái phát triển, do cái khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ, chúng ta cũng đã tiệm cận được, tự tin để tiệm cận được cái nguồn năng lượng này. Cách đây 2 năm tôi cũng có làm việc với anh Khai, Mr. Khai ở Washington DC, cùng với AFC để nghiên cứu, không những làm những cái solar farm không, mà chúng tôi còn cả nghiên cứu, cả làm thay thế cả cái máy dầu bởi cái nguồn năng lượng sạch này ở những cái vùng sâu, vùng xa. Thì cái chương trình này chúng tôi cũng đã hôm nay báo cáo gì là có kế hoạch khoảng 1.000 MW vào năm 2020. Thì đây là một trong những cái điều kiện tôi cho rằng hết sức là khả thi, bởi vì đầu tư lĩnh vực này nó rất là chủ động về tiến độ. Nó không phải như thủy điện, nó cũng không phải như điện than, chúng ta phải mất một thời gian 3 năm, 5 năm, mà nó rất là chủ động, nó giống như cái mô đun cứ ráp vô, nếu nhu cầu, nếu cái tính ổn định phát triển ở một địa phương nào đó. Cho nên rằng về phía Việt Nam thì tôi cũng có những cái gợi ý, thứ nhất là cái giá điện sinh khối, thứ hai là cái tính đồng bộ của cái tiếp nhận và truyền tải. Và nếu mà quý vị quy hoạch đúng thì nó cũng sẽ góp phần cho cái tính ổn định của cái dòng điện, đó là chúng ta kết hợp giữa điện gió và điện mặt trời. Bởi vì có cái thời gian mà cung ứng điện của mặt trời nó chỉ có trên dưới 5,5 giờ trong một ngày, gió thì được 7 giờ trong một ngày, và sinh khối thì nó được 8 giờ trong một ngày, và chia ra cho 4 tháng. Thì vấn đề gió và mặt trời nó sẽ bổ khuyết lẫn nhau nếu mà chúng ta quy hoạch có cái sự kết hợp thuận lợi giữa cái vị trí địa lý nào mà có cả cái hai cái nguồn này, thì tôi cho rằng cái tính ổn định của cái nguồn cung điện nó sẽ tự tin hơn cho những người quản lý nhà nước để thấy rằng cái việc mà chúng ta nên chọn một cái lĩnh vực, một cái nguồn cung ứng điện nào nó phù hợp trong cái xu thế hiện tại. Thì hôm nay thì nhân cái diễn đàn này một lần cũng cảm ơn Bộ Công Thương, cảm ơn
Tổng công ty điện lực trong thời gian vừa qua cũng đã quan tâm và hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp. Tôi mong rằng những doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thì đây là một cái cơ hội rất tốt để cho trong cái kế hoạch, trong cái chiến lược phát triển của mình nên tự tin, nên kết hợp được cái sự hỗ trợ về mọi mặt của các nhà khoa học cũng như các chính sách cơ chế của chính phủ, thì tôi cho rằng đây là một cái cơ hội rất tốt, không những riêng người Việt Nam mà các cái quốc gia có cái tiềm năng về những cái nguồn năng lượng sạch này, đó rất tốt trong cái sự đóng góp phát triển của nền kinh tế bởi quốc gia nào đó, trong đó có Việt Nam chúng ta. Chắc xin phép được kết thúc cái phần tham luận của tôi, gửi lời chúc sức khỏe quý vị. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông Đặng Văn Thành, đại diện cho là Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công.